Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2019, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Huyện Tân Hưng phát hiện bệnh dịch tả heo châu Phi tại xã Hưng Điền B. Hơn 2.000 người tham gia hành trình đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin thế giới, Nga mong muốn khôi phục quan hệ đầy đủ với Liên minh châu Âu. Sáng ngày 5 tháng 7, 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An cùng đơn vị đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Long An tổ chức nghiệm thu bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đức Huệ. Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự buổi lễ có ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An. 4 căn nhà được trao cho các hộ Trần Thị Bích Hạnh sinh năm 1979 ở ấp 3 xã Bình Hòa Nam, Nguyễn Công Thành sinh năm 1983 ở ấp 4 Bình Thành, Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1963 ở ấp 5 Mỹ Quý Đông và hộ ông Quỳnh Văn Sung sinh năm 1938, hiện ngụ tại ấp 5 xã Mỹ Thành Bắc. Các hộ gia đình đều có cuộc sống rất khó khăn, ở nhà tạm bợ dột nát. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Long An đã hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ, cộng với vốn góp của gia đình. Các hộ xây căn nhà khang trang với diện tích từ 50 đến 65 mét vuông để ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ trao nhà, ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương cùng đơn vị tài trợ tặng nhiều phần quà chúc mừng các gia đình có căn nhà mới, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, bảo quản căn nhà để sử dụng được lâu bền. Sáng nay 6 tháng 7, 2019, Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Comeco khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh xăng dầu số 45 tại đường số 2, khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là chi nhánh thứ 5 của công ty trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đến dự. Mục tiêu chung của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Comeco hướng đến là phát triển hiệu quả bền vững ngành kinh doanh mũi nhọn xăng dầu, nâng cao đời sống người lao động, đảm bảo lợi ích của nhà nước, cổ đông, cộng đồng và xây dựng thương hiệu Comeco trở thành thương hiệu của chất lượng dịch vụ. Theo đó, để thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Comeco xây dựng và đưa vào hoạt động chi nhánh xăng dầu số 45, nâng tổng số chi nhánh xăng dầu của Comeco đang hoạt động lên 36 chi nhánh. Cụ thể, chi nhánh xăng dầu số 45 có tổng sức chứa 90 mét khối cho mặt hàng xăng dầu các loại và được thiết kế đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong quá trình nhập, xuất xăng dầu và thuận tiện cho các phương tiện lưu thông ra vào chi nhánh. Dịp này, Comeco ủng hộ quỹ vì người nghèo của thị trấn Bến Lức và của huyện Bến Lức tổng số tiền 50 triệu đồng. Ngày 4 tháng 7, 2019, đoàn cán bộ thị xã Kiến Tường do Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Phú Kiểm làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 và Lữ đoàn Công binh 25 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đang thi công tuyến đường tuần tra biên giới tại hai xã Bình Hiệp và Thành Trị. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Phú Kiểm thay mặt lãnh đạo thị xã tặng quà và biểu dương tinh thần vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công tuyến đường tuần tra. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khẳng định lãnh đạo địa phương, chính quyền và nhân dân các xã biên giới sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện trong khả năng như vấn đề chỗ ở, y tế, điện nước sinh hoạt để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Đồng thời nhấn mạnh đường tuần tra biên giới được hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, tạo vành đai bảo vệ vững chắc an ninh biên giới lâu dài, giúp nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống. Tỉnh Long An có đường biên giới dài gần 133 km đi qua 6 huyện, thị xã gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường, tiếp giáp hai tỉnh Svay Riêng, Rai Vang, Dương Quốc, Campuchia. Đến nay, toàn tuyến đã xây dựng được 86,4 km đường tuần tra biên giới. Chiều tối qua 5 tháng 7, 2019, Cụm thi đua số 4, Công đoàn viên chức tỉnh Long An tổ chức hội trại chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019 với chủ đề Công đoàn Việt Nam niềm tin người lao động. Tham gia hội trại có 11 công đoàn cơ sở trong cụm thi đua số 4, gồm Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,
Công đoàn cơ sở, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công đoàn cơ sở, Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn cơ sở, Cục Thuế tỉnh, Công đoàn cơ sở, Cục Hải quan, Công đoàn cơ sở, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, vân vân. Tại hội trại, các công đoàn cơ sở tham gia phần thi, trang trí trại, biểu diễn thời trang, hán qua dân chủ và giao lưu văn nghệ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức viên chức và người lao động, đồng thời tạo điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các công đoàn cơ sở, tạo động lực thúc đẩy hoạt động công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Lúa hè thu ở huyện Bến Lức đã xuống giống được 4.500 hecta, đạt 100% kế hoạch. Lúa đang ở các giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Nhờ chủ động các biện pháp chống hạn nên tuy thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp, nhưng toàn bộ diện tích lúa hè thu tại huyện vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên, vẫn có trên 350 hecta nhiễm sâu bệnh. Các đối tượng dịch hại chủ yếu là sâu cuốn lá, đào ôn lá. Đáng lo ngại là bệnh rầy nâu đã xuất hiện trở lại. Cụ thể, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh với mật độ phổ biến từ 10 con đến 25 con một mét vuông. Một số vùng có mật độ từ 55 con đến 60 con một mét vuông. Bệnh đào ôn lá đang nhiễm với tỷ lệ phổ biến từ 5% đến 10% lá, trong đó có 32 hecta nhiễm với tỷ lệ từ 20% đến 24% lá. Ngoài ra, trên trà lúa hè thu còn nhiễm các loại sâu bệnh khác như sâu đục thân, bệnh trái bì lá, đốm sọc vi khuẩn, vàng lá chín sớm, mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình. Khi phun thuốc là mình phải tuân thủ cái nguyên tắc 4 đúng. Và khi tuân thủ nguyên tắc 4 đúng là một cái lưu ý nữa thì bà con sau khi sử dụng thuốc thì các cái loại vỏ chai bao bì bà con phải thu gom về một nơi, bỏ phải cái đúng cái quy định, chứ không nên mà dứt bỏ trên đồng ruộng thì nó sẽ gây ảnh hưởng. Thứ nhất là cái người trực tiếp sản xuất, thứ hai là cái ảnh hưởng đến cái môi trường sống của mình. Dự báo thời gian tới, trong điều kiện nắng nóng có xen kẽ các đợt mưa, các đối tượng sâu bệnh hại sẽ tiếp tục phát sinh và gây hại. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa hè thu để có biện pháp phòng trừ, để không lây lan ra diện rộng. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, khi thấy đàn heo 13 con của mình, trong đó có một con bị chết và hai con có biểu hiện lạ, ông Nguyễn Văn Cho, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng đã trình báo cho chính quyền địa phương và ngành chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội ứng phó nhanh phòng chống dịch bệnh của huyện Tân Hưng nhanh chóng xuống thực tế và tiến hành test nhanh số heo trên. Kết quả đều dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Đội đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ 13 con heo nhiễm bệnh, đồng thời khoanh vùng và tiến hành các biện pháp dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Thì trước tình hình trên, xã cũng phối hợp với ấp đến từng hộ chăn nuôi vận động tuyên truyền để các hộ nắm biết về cái nâng cao cái phòng chống dịch bệnh. Song song đó, xã cũng tổ chức tăng cường phun xịt thuốc tiêu độc khử trùng nhằm cái ngăn chặn là dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Dù ý thức cao trong công tác phòng bệnh và cũng đã có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi heo nái, nhưng ông Hồ Văn Thiện, ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B rất lo lắng. Hai con heo nái của gia đình không biết sẽ ra sao vì trên địa bàn xã nhà đã xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi. Xã Hưng Điền B mình ở đây là nó có dịch tả châu Phi. Xã cũng xuống sát trùng, khử trùng là dân cũng lo lắng. Rồi không biết như thế nào đây thì cũng dám mà chăn nuôi, giờ không biết sao giờ đây. Khi heo bị bệnh dịch và tiến hành tiêu hủy thì nhà nước sẽ hỗ trợ 25.000 đồng một ký heo hơi đối với heo con, heo thịt, hỗ trợ 30.000 đồng một ký heo hơi đối với heo nọc, heo nái. Chính vì thế, để khống chế và ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, ngoài việc tuân thủ tuyệt đối theo quy trình hướng dẫn của ngành chuyên môn, thì người chăn nuôi khi thấy heo có dấu hiệu lạ hoặc chết thì không được mua bán, vận chuyển đi nơi khác mà nên báo ngay cho chính quyền địa phương và ngành chuyên môn để kịp thời xử lý. An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, nhất là các bếp ăn tập thể. Khi bất an về chất lượng thực phẩm còn hiện hữu, thì câu chuyện bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn là nỗi lo, đòi hỏi các đơn vị có bếp ăn tập thể cần có giải pháp căn cơ cho vấn đề này. Tại các trường mẫu giáo, bên cạnh chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thì bữa ăn luôn được các phụ huynh quan tâm.
Để giải tỏa những băn khoăn đó, Ban giám hiệu trường mẫu giáo Bình Minh, thành phố Tân An luôn quan tâm, giám sát chặt chẽ trong tất cả các khâu, từ tiếp phẩm, chế biến đến khi món ăn được nấu chín. Khi mà mình đưa bé đến trường, mình không có biết là cái chất lượng thực phẩm như thế nào. Cho nên tôi cũng thường xuyên hỏi giáo viên chủ nhiệm là bữa nay bé ăn gì. Thì có cái thực đơn trên tường đó, thì mình kiểm tra rồi cái mình hỏi mấy cô nhà bếp coi thực phẩm nó từ đâu tới. Thì nói chung thì ở đây thì trường mẫu giáo Bình Minh thì cũng mấy cô cũng kiểm soát rất là kỹ cái nguồn gốc của thực phẩm, cho nên mình cũng tương đối an tâm. Việc công khai nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn của trường giúp phụ huynh yên tâm hơn. Từ đó phụ huynh trở thành một kênh giám sát, hỗ trợ nhà trường trong công tác bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Về vấn đề nhà trường quan tâm nhất là cái nguồn thực phẩm, cái đầu vào á, mình kiểm tra rất là kỹ. Rồi cũng bên cạnh đó thì cũng có phụ huynh người ta sẽ kết hợp với nhà trường để mà kiểm tra về cái nguồn thực phẩm, bởi vì bé thì nó hay về bị bệnh đường ruột á, nên là phụ huynh rất là quan tâm. Nên là khi mà người ta muốn chọn cho con mình đi học á, thì phụ huynh người ta sẽ tới trường là người ta xem cái bản thực đơn của mình, nhà trường mình á, là ăn như thế nào, rồi cái nguồn thực phẩm mình hợp đồng ra sao thì người ta mới gửi con. Đối với các doanh nghiệp có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn công nhân, việc tổ chức bếp ăn tập thể càng trở thành thách thức lớn. Xác định rõ, an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Dài Chỉnh Thịnh, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc luôn quan tâm đảm bảo chất lượng bữa ăn của công nhân. Công ty mình thì cho ăn thì ăn uống thì cũng được, cũng có món mặn, món xào, món canh, ăn uống cũng được, cũng an toàn vệ sinh thực phẩm cũng tốt. Ở đây thì cũng đảm bảo an toàn đó. Tại bếp ăn tập thể của công ty, khâu sơ chế rau củ và sơ chế thịt cá được tách biệt riêng. Các khu vực này ngăn cách với bếp nấu thức ăn. Tất cả nguyên liệu khi đưa vào khu vực chế biến đều đã qua sơ chế rửa sạch. Để đảm bảo an toàn, công ty luôn chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm tươi sống phải qua kiểm dịch. Hiện nay đó là cái vấn đề khó, đó là công ty còn thiếu sót về cái thiết bị, chưa có trang bị được cái thiết bị để làm sao mà mình có thể đi kiểm tra được cái thực phẩm đó. Nhưng mà tương lai thì công ty chắc chắn là sẽ trang bị thêm những cái thiết bị đó để cải thiện cho nó hoàn thiện hơn, cho nó tốt hơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An có 631 trường học, 54 công ty tổ chức bếp ăn tập thể thuộc trách nhiệm quản lý của ngành y tế. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ ngộ độc thực phẩm ở bếp ăn tập thể, chủ yếu xảy ra ở trường học và doanh nghiệp. Do vậy, việc bảo đảm tốt chất lượng bữa ăn tập thể cho học sinh, người lao động sẽ tạo dựng niềm tin cho phụ huynh, đồng thời góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe, năng suất lao động. Ngày 6 tháng 7, chương trình Hành Trình Đỏ năm 2019 nhằm kêu gọi vận động hiến máu tình nguyện đã đến với thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham gia hiến máu với 1.500 đơn vị máu đã được tiếp nhận. Hành Trình Đỏ năm 2019 được tổ chức tại 39 tỉnh, thành phố trên cả nước và dự kiến tiếp nhận 60.000 đơn vị máu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số lượng đơn vị máu được tiếp nhận lớn nhất với 1.500 đơn vị. Hơn 2.000 người dân thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề đã sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện. Nói chung là đi cũng mười mấy lần rồi, gần 20 lần rồi, hai mẹ con gần 20 lần rồi. Tới đợt là đi thôi. Lâu rồi không có đi hiến máu, thấy cái trên Hành Trình Đỏ, phải đăng ký hiến, mình đi hiến luôn. Hành Trình Đỏ nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, vận động kêu gọi để mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện. Chương trình đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tích cực, huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên trong đơn vị cùng tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Việc cho đi là việc còn mãi. Và hy vọng là tiếp tục là những cái hoạt động này nó sẽ được lan tỏa đến cộng đồng với xã hội bằng những cái việc làm rất là thiết thực như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến thứ 17 của Hành Trình Đỏ năm 2019, xuất phát từ Cà Mau vào ngày 12 tháng 6. Hành Trình Đỏ tiến dần ra Bắc và sẽ kết thúc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 28 tháng 7 tới.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện trong thời gian tới. Đồng thời tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện, và phải đảm bảo ưu tiên nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, nhất là trong các thời điểm khó khăn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tính toán dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát điều kiện khí hậu, thủy văn để xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia hiệu quả. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc chịu trách nhiệm cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tính toán hợp lý nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện.